안녕하세요. 화면 오빠 chào mọi người. Hiện tại là Hòa Minh Oba cũng đang tiếp tục chuẩn bị cuộc hành trình là phát đồ cho bà con hoàn toàn miễn phí. Thì nhà cửa của Hòa Minh Oba lúc nào cũng đóng cửa rào cả nha mọi người, tại vì do vấn đề là dịch bệnh. Nhưng sáng vào lúc 9 giờ 10 giờ cho tới 11 giờ thì mình sẽ phát và mình sẽ đặt ở cái bàn ở chỗ này. Rồi bà con lại lấy tự túc, nhưng mà mỗi người chỉ được một phần thôi. Chỗ mình ở đây là 16/3 ấp Đông Quế, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Anh chị em nào đi từ hướng khu công nghiệp Sa Đéc đi thẳng lên là trước lên xe đèn đỏ khoảng 700m là nhà của mình. Đó. Thì mỗi phần cho bà con mỗi ngày được ăn á thì gồm có 2 kg gạo và 5 gói mì. Hồi mới đầu ba cũng đang gia đình của mình cũng đang chuẩn bị gói quà cho bà con. Gạo trước rồi gia vị sau. Đây là mì gói. Mỗi phần 5 năm trước hết. Rồi sau là đó là gạo ha mọi người. Gạo thì cũng rất là nhiều. Gì cô ơi? Sao cô ơi? Dạ ngày mai 10 giờ tới 11 giờ nha cô. 10 giờ tới 11 giờ cô lại nha. Con có để cái bảng á cô. Dạ. Dạ dạ. Dạ ngày nào cũng vậy nha cô. Dạ dạ sáng cô lại sớm giùm cho con nha. Dạ. Rồi các mọi người thấy không, 10 giờ tới 11 giờ là người ta sẽ lại là lấy. Sao con xé kiểu nào, con xé không có xé hết nha. Xé còn để xài nha. Rồi con nãy có chỉ đó không vậy? Hồi xé như sáng. Ừ, để đó để xài. Đây. Quà rất là nhiều anh chị em. Mì gói là xài vô tư luôn, vô số đói luôn. Rồi gạo tí xíu phát gạo sao cho mọi người. Đây không, gạo là rất là nhiều luôn nè anh chị em thấy chưa. Rồi nếu mà xét bình thường cơ bản dành cho bà con á thì là 2 kg gạo và 5 gói mì. Lấy cái thao, mấy thao lớn đi để đổ gạo ra cân gạo. Nè cái này là tiếng sạc lên nghe tiếng, 5 gói thôi nghe tiếng. Bỏ chở lên 5 gói thôi. Để khác. Làm cực không Phương? Ta thấy mày Phương nhàn nó không có làm cái giống gì cho được cuộc đời này, cuộc sống này nó không có làm được cái giống gì để cho người ta thấy nó là nó biết làm việc hết trơn. Nhàn là cái như ăn ở không không à. Rồi đổ cái lại đi, quên, đổ cái lại đi. Tí xíu bỏ gạo vô nữa. Điếm đi, điếm tiếp tục đi, bỏ quên được khỏi đấy. Rồi điếm tiếp tục dục qua đây. Nhiều lắm. Rồi điếm đi. Thôi đừng có đẩy qua bển, tí xíu ba hai làm nữa mà đẩy bển chi. Đây gần gần cái nè. Bỏ mấy gỗ luôn đi, bỏ gỗ qua đi. 31. Điếm gì đi. Khỏi thảy bển, gần gần đi được rồi, tí xíu ba hai làm. Bị gì cái bịch đó, bị gì ạ? Tí mua thuốc uống nha. Chị hay mua thuốc gì không? Kiên học mua lên luôn. Cái thằng đó gửi thuốc gì qua đó coi coi.
Hút gì? Hút của nó là chồng uống hết, nó gỡ ở bắn. Gửi cho chị hả? Ở bắn quà nó kêu mua đó. Trời ơi, đi mua cảm cái gì thì kêu bác sĩ người ta mua đúng cái thuốc bệnh của mình chứ. Lại thuốc của nó uống nữa. Đây, nhà mình đang giao gạo, phát chuẩn bị gạo cho bà con. À, tiếp tục là vô gạo cho bà con nữa nè mọi người. Chất gốc này nè. Đây nè. Mỗi một ngày đều phát cho bà con, sáng là mấy cụ già già lại sinh mà chưa có không phát, cũng tốt nghiệp ta mà nói đúng 10 giờ lại đi, 9 tới 10 giờ lại. Chớ rồi ai cũng kêu cửa trơn chắc chết luôn quá, xỉu luôn á. Bán được vậy sướng gì vô cùng ha. Vậy hai chuyện nào bà hai, hai khỏe hai, nấu nước ấy á hai, nước gừng á hai, gừng xả đồ uống á hai, sẵn có mình ấy mình cho luôn. Nước gừng chị cảm phải không? Thôi mà đâu có lò đâu nấu. Hả? Cái bếp ga là mình nấu xỉu luôn à. Giờ này không có ai phải ép bếp ga. Kệ, ở nhà không làm gì làm cho bà con cho nó khỏe. Ủa còn nữa đó hả? Quá trời luôn ha. Dạ này, chiều nay gạo này gạo ăn mẹ nó gạo này có cứng không ta? Bà không, gạo mình mềm hết trơn hết sức ha. Cũng sắp xong rồi, gạo cân xong rồi, giờ bỏ vô thì mở cửa kìa, mở cửa chú vô rồi con. Quá trời nhồi đồ luôn rồi. À bà, em tiệm tóc Ngọc Diễm chắc cho đây, thẳng ở đây là cơ, thẳng góc này đi em, gắn góc này luôn đi. Chở hết nó đang dưới hả? Dạ. Làm dưới nó chở phải không? Ừ, tội nghiệp đó là đây. À, tiệm tóc Ngọc Diễm tặng mời cắt cái này cho con, cắt lấy dao cắt cái dây cho con. Đây chuẩn bị xong rồi cả nhà, gần xong rồi. Nhàn nhàn mà lấy cái thao á, bỏ vô cái thao á nha, cái tí xíu đẩy kéo lên đẳng vậy đó, nó bự á. Ừ vậy nó rất là khỏe. Quá trời, hôm nay đồ quá trời luôn rồi cả nhà ơi, hôm nay đồ quá trời đồ luôn rồi. Bốn bịch ha. Này bịch bao nhiêu ký ta? Quá trời, ngày mai có bọc cái này nè, chắc mốt phát đi, mốt kiếm bọc cũ nó mơi thôi phát. Mình dắt mình phải lật ra hả? Thì em ngày mai phát luôn cũng gì đâu hả? Hả?
Rồi tiếp tục hôm nay là củ cải, có thêm củ cải nữa ha. Ủa cái này là hiếu gạo hay vậy mọi người? Hả? Như là hiếu gạo. Củ cải, có luôn củ cải cho mọi người nè. À, giết tôi khùng luôn á trời. Alo ạ. Dạ. Dạ. Mai thì chị lại chịu khó lại giùm em trước cửa nhà chừng 10 giờ tới 11 giờ lại lấy. Chớ ra giờ nhà em á. À. Nghĩ từ đằng cái đường đó đi thẳng xuống kia sang Đức Trung đi thẳng tí xíu nữa mấy căn nhà tới à, có cái treo bảng mà. Bên hướng kia sang Đức Trung á. Đức Trung ngay nhà mình đó, ngay cái nhà đó trời. Ừ, đi xuống mấy căn nhà nữa, ngay cái hướng đó luôn đi thẳng xuống là tới luôn. Dạ, dạ dạ, ngay chỗ có cái treo bảng mà. 10 giờ 11 giờ nha. Dạ. Dạ dạ, chứ giờ này đi dịch không có đi được, không có đi tới đấy được. Dạ dạ, dạ. Xe con này không nè? Qua nè. Mình muốn mới gì hết. Sao vậy cô bà? Bà lấy à, hai phần. Đây đây anh lên. Mấy con ơi, ra ngoài đi con, để nhà nước người ta gặp người ta la chú không gì chứ chú thì bình thường lắm. Cái này là chờ chút dạ. Và nhà bà đâu? Nhà bà đâu? Ở chừng nào ấy đấy nữa. Ngày mỗi người phần hả? Hen. Dạ ngày nào cũng có chân yên tâm nha. Không có ấy đâu lo ấy dạ. Anh nha, anh lấy ha. Dạ. Dạ. À, xuống lấy hai phần cho cưng. Con tính nghỉ rồi á. Để sáng còn phải lo công việc nữa. À ngày mai có gì ngày mai lấy nữa nha. Minova lúc nào cũng đứng cách xa, rất là xa. Cách rất là xa để hỗ trợ cho bà con cũng như là dạ ngoại không ngoại ngoại xuống lấy giùm con nha, tại vì nhà nước không cho con đến gần được, thông cảm giùm con nha ngoại. Dạ ngoại xuống lấy giùm con đi, ngày nào ngoại cũng lại lấy một phần phần nha. Dạ ngày nào cũng có, chừng nào anh treo hết cái hết thì anh không cho bạn. Dạ mỗi người phần, bà con mình ai khó khăn chỉ cứ nói là lấy một phần thôi ha. Dạ dạ dạ, chị xuống xe lấy giùm em được không? Ngừng xuống xe lấy giùm em đi cho em xin tấm ảnh luôn. Khó khăn thì cứ bà con mình ai khó khăn thì chỉ lấy nha chị. Dạ em miễn phí hoàn toàn cho bà con. Dạ. Để 11 con, đưa vô góc này nè con. Rồi mời con để xin vận động cho 11 phải có rồi lấy nữa chứ không sao nha, chứ không hình ảnh này nó bình thường lắm. Dạ. Rồi. Dạ không có sao đâu, chứ vận động giúp đỡ bà con mà. Tại vì dịch bệnh nên phải đứng xa vậy thôi chứ bình thường em cũng đi gần nghịch à. Bà Sáu nào? Bà Sáu bất kỳ ngang nhà em á. Có người thân không? Chứ người thân lại lấy giùm em đi. À vậy hả? Rồi một tí có ngày mai chiều mai lấy em mua thêm một phần nữa hả? Không. Bà Sáu nào em có giúp đỡ bà Sáu đó lần nào chưa? Dạ, em không biết anh nữa tại vì bà Sáu có kỳ này giờ nó khu ngang nhà em là tại bà ở nên bà hả? Dạ đó chồng chị đó có người nào gần khu đó có người nào biết hình Phương, biết Phương không? Chú cư biết Phương không? Dạ Phương nè. Dạ. Chú sao chú lấy hai lấy hai phần hả chú? Rồi. Dạ hơi ít một tí xíu thì ngày nào cũng có thì rảnh hai ngày lấy một lần ha. Dạ hai ngày lấy một lần cũng được. Dạ ủa chị đem về nhà cho bà rồi, mới đem về nhà cho bà rồi con lấy hả? Con ấy chưa đưa hả?
Phương, Kiên Phương đem gì giùm ơi? Hả, lấy luôn đi phần, ý là nó con có gửi cho bạn phần nhà đó, lấy bình thường nhưng mà con nói là con Phương có gần Phương lấy rồi, lấy gì ăn đi. Dạ. Dạ hôm giờ ổn chưa? Ổn chưa? Dịch bệnh ta không có cho con đi nên con phải gán vậy đó. Nha. Bữa nào cũng có trơn á, chừng nào hết thì con kêu các bạn tắt các bạn. Chú không, chờ để chú xuống lấy cô bà ơi, con chụp hình bà ơi. Dạ. Chú lấy xuống lấy một con đi. Bà con cứ việc vậy lấy bình thường ha. Ở đây là tặng gạo miễn phí, nhu yếu phẩm miễn phí dành cho bà con, ưu tiên các hộ nghèo. À, nhà mình là ở 16/3 ấp Đông Quế, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tất nhiên là các bạn đi từ làng hoa đi từ khu công nghiệp Sa Đéc đó mọi người. Các bạn đi từ, ở đây là hướng này là đi về khu công nghiệp Sa Đéc ha. Thì hẳn tới một tí xíu là tới đằng xanh đằng đỏ, đi hoài luôn là tới đằng xanh đằng đỏ ở trước mọi người thấy không? Đó là từ đây tới hướng đường đi cô lãnh thì chỉ có một cái đằng xanh đằng đỏ duy nhất thôi. Thì nhà mình ở trước đằng xanh đỏ là đây là cái nhà của mình nha. Đó, nhiều khi các bạn hỏi nhà ở đâu thì các bạn lấy nha. Đó, đây nhà của mình đây, là mình để nhu yếu phẩm ở đây. Rồi các bạn mình phải nên các bạn đến thì cũng phải nói với mình một tiếng nha, để mình xin một số hình ảnh để vận động tiếp tục kiếm giúp con nghèo. Mình để ở đây rồi các bạn lại lấy thì các bạn mỗi người một phần, lại lấy mỗi người một phần thôi. Mỗi người một phần thôi, mỗi người không được nhiều.